Mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của hai anh em của tụi em ha. Quý cô chú anh chị, Quang Vlog 78 và Hà Vinh Vlog nha quý cô chú. Buổi chiều ngày hôm nay 27 tháng 1 nhằm ngày thứ bảy, hai anh em của tụi em cũng mến chúc quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và có một bữa cơm ngon vào buổi chiều. Thì hiện tại bây giờ thì trên đồng hồ của tụi em cũng đã 5 giờ chiều rồi, thì chắc quý cô chú anh chị cũng đang vừa nấu cơm và vừa xem những cái kênh YouTube của anh em của tụi em truyền tải tới con gái của người xỉu Tú Vũ Linh. Thì hai anh em của tụi em cũng đang ở tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 1 ha cả nhà. Đó, thì cả nhà cũng biết là hôm nay ở dưới của chúng ta là ngày 17 tháng 12. Sắp sửa vài ngày nữa thì cũng sẽ bước sang một cái năm mới. Thì cũng chúc cả nhà của mình năm cũ bước qua, năm mới bước tới, gặp nhiều thành hái và sức khỏe trong công việc và đời sống ha cả nhà. Thì tụi em sẽ ở đây để chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị của mình trong cái mùa Tết tới. Thì bây giờ hiện tại cũng có một số thông tin để cập nhật cho quý cô chú anh chị trong và ngoài nước nha. Mới đây anh Lê Tính cũng có lên một cái bài viết nói về một số kênh kênh và chị Nguyễn Thị Sao Kê, là tức là CEO Ve Con hiện tại bây giờ. Đó, thì cả nhà cũng biết trong cái drama của nghệ sĩ Tú Vũ Linh là hiện tại có rất là nhiều những cái kênh kênh con cũng đã công kích vào chị Hồng Loan khá là nhiều nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà những cái kênh kênh con đó hiện tại bây giờ thì cũng đã bỏ của chạy lấy người, mất giày mất dép, không bao giờ quay trở lại được đó. Và hiện tại thì cũng đang số một thiếu, cũng đang thiếu một số kênh kênh, cho nên là bên CEO cũng đã đề cử một số kênh kênh mẹ bắt đầu chuẩn bị sức chiến cho những cái việc sắp tới đây, nhằm để công kích chị Hồng Ly và con gái cố sĩ Tú Vũ Linh là chị Hồng Loan ha cả nhà. Thì kênh kênh mẹ sẽ lợi hại hơn kênh kênh con rất là nhiều đó. Thì anh Lê Tính có lên một số bài để bổ sung vào những cái vị trí như sau. Những cái vị trí này thì có lẽ là cả nhà nghe những anh em của tụi em nói thì không thể nào mà diễn tả nổi, có những cái vị trí mà nghe cũng hết hồn, chuyên những anh em, hai anh em của tụi em nghe ở đây thì cũng còn hoang mang đó. Thì em cũng xin phép đọc cho cả nhà mình nghe nhé. Để kịp thời thay thế đại diện phát ngôn của tập đoàn thầu đám tang của chị Bình Hòa. Thì cả nhà cũng biết là cái chị Bình Hòa này hiện tại cũng đang gặp một số sự cố nha quý cô chú anh chị, cho nên là tạm thời về nghỉ hưu sớm, nhường lại một cái chức vị này cho cái chị khác lên thay thế đó. Thì em xin phép đọc tiếp ha cả nhà. Đó, vừa bị bãi chức, cơ quan yêu cầu hợp tác về cái quyền lợi của chị ta để chị ta được về nghỉ hưu sớm để sớm nhận cái mức lương hưu. Thì ở đây thì chị ta cũng đã về rồi quý cô chú anh chị. Thì do chị ta là xâm phạm cái quyền lợi ích của công ty tập đoàn thầu đám tang, cho nên là chị ta được về sớm để uống trà xơi nước chờ hưởng lương hưu. Thì ở đây cái người mà được bổ nhiệm thì em cũng xin phép đọc tiếp. Cái người này là chắc cả nhà không ai xa lạ hơn đâu. Sắp tới đây thì sẽ biết rành về này người này nhiều hơn. Lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân dựa vào trình độ 7/12, dựa vào độ chơ chẽn, khen nức nở, chửi xấu xả, dựa vào độ dai dẳng, đeo bám, kiếm view. Thay mặt hội đồng quản trị, tôi Lê Thị Sao Kê quyết định bổ nhiệm bà mì xào củ chuối đó. Thì cả nhà thấy không, cái chị mì xào củ chuối này bây giờ là thế vô cái chức vụ của cái chị Bình Hòa này đó, là sẽ đại diện phát ngôn cho tập đoàn thầu đám tang. Cái chị này thì cả nhà cũng biết rồi, cái độ mà cào phím và nói là chị đấy là không thua ai cả, thật sự không thua ai cả. Chỉ có thua là cái độ cái chị Bình Hòa và cái chị Tiên Áo thôi, chứ còn ngoài ra thì không thua ai cả. Nhưng mà cái chị này sẽ có người chị, một tí xíu em sẽ nói cái người chị của chị này, cho cái người chị được cái chị này cho quý cô chú anh chị mình nghe. Và em cũng xin phép đọc tiếp nha quý cô chú anh chị. Chức đại diện phát ngôn của tập đoàn từ nay, những phát ngôn của bà mì xào củ chuối hiện trên các nền tảng mạng xem như là phát ngôn của chúng tôi, nên nếu cộng đồng mạng muốn chửi thì cứ chửi, đừng chửi chúng tôi. Ở đây thì cái chị đại diện này sau này cũng sẽ đại diện tập đoàn thầu đám tang để chửi, còn quý cô chú anh chị có nghe thì nghe, không nghe thôi. Sắp tới thì sẽ bổ nhiệm thêm hai gương mặt sáng chói nha quý cô chú anh chị, sáng chói và rất là đắt đỏ, đắt giá ở trên thị trường hiện tại bây giờ.
khó kiếm lắm, hai nhân tài đó. Nhưng mà hai nhân tài này thì theo như em nghĩ là khó kiếm, cũng khó kiếm lắm nha. Bây giờ em xin phép đọc luôn. Để bổ sung vào đám lâu la vừa quay lưng trở mặt, tăng cường lực lượng phá làng phá sớm, tranh giành cướp giật những thứ không phải của mình, thay mặt đội hội đồng quản trị tuyên áo sạc hàng xấu vào và cô tét bảy bánh xèo à. Ở đây là hội đồng quản trị nha quý cô chú anh chị, là mà những cái người mà em mới vừa nêu tên trên là hội đồng quản trị trong tập đoàn đám tang đó. Thì sẽ bổ nhiệm cho một người, tôi Lê Thị Sao Kê CEO, có nghĩa là phe con đó quý cô chú anh chị, đại diện sẽ bổ nhiệm cho cái anh này thầu đám tang, chỉ định bà Thúy Hoài chức vụ giám đốc đó, giám đốc nha quý cô chú anh chị, Sàm Xí Đú đó, thay thế chỗ cho ông Gita Hùng vừa bị bãi nhiệm vì có hành vi hấp cái gì bán que diêm trong quá khứ, bán que diêm anh ấy chắc bán cũng rất là khá là nhiều ở các nơi khác đó, nhưng mà không biết là anh bán có nhiều người mua lắm hay sao á, cho nên là cái quá trình của anh ấy bán que diêm thì người ta cũng không muốn nhắc tới nữa, thì anh này cho qua. Và có một anh nữa quý cô chú anh chị, cái anh này là nổi trội, cực kỳ nổi trội mà quý cô chú anh chị luôn muốn biết tới luôn. Thì anh này có một cái biệt hiệu rất là lạ nha quý cô chú anh chị, gà trống à. Anh này gà trống nhưng mà mặt nhìn giống như gà mái à. Thì ở đây anh này được bổ nhiệm như sau: chức vụ giám đốc truyền thông, bị đặt thông tin phát tán bằng chứng giả ghi âm lén, thay thế chỗ cho bà Nguyễn Thị không hiểu vừa bị từ chức vì bị hứa lèo yêu cầu giám sát viên tâm thần bánh tét à. Là cái chị giám sát viên tâm thần bánh tét này sẽ có trách nhiệm giám sát cái anh này đó, theo như hội đồng quản trị đã đưa ra, tập đoàn thầu đám tang đã đưa ra cho hội đồng bánh tét là giám sát cái anh này ha. Thì em cũng xin phép đọc tiếp nha quý cô chú anh chị, theo dõi chặt chẽ và báo cáo về cái bộ âm mưu, cái bộ âm mưu nha quý cô chú anh chị, bộ âm mưu đó, bộ âm mưu. Nếu ai phát hiện bất cứ có hành vi quay xe trở mặt, quyết định có hiệu lực từ ngày xin hòa giải, thất bại hồn ai nấy giữ đó, rồi ai mất nấy lo. Thì ở đây em cũng nói quý cô chú anh chị mình luôn ha, cũng có một số được bổ nhiệm lên thế vào cái vị trí của những cái người mà đã không có còn mà lên cào cấu được nữa, thì ở đây thì cũng sẽ bổ nhiệm cho ba người, là chị mì xào củ chuối là một, là cái chị mà đại diện phát ngôn mì xào củ chuối, hai nữa là anh Thái Dúi, ba nữa là anh gà trống đó. Thì ở đây sẽ ba anh này, hai anh này và một chị này sẽ đại diện lên tiếp tục cào cấu và sẽ nói về chị Hồng Loan và chị Hồng Ly, để nhằm mục đích chi, để công kích tiếp và để cào cấu tiếp đó, làm những cái việc mà chúng ta từ trước tới bây giờ không thể nào tưởng tượng được. Thì cả nhà cũng biết là cái độ mà đại diện phát ngôn của cái chị mì xào củ chuối này lợi hại tới cỡ nào, chị ấy cũng mới vừa ra tập 79 luôn quý cô chú anh chị. Thì cũng có một cái chị làm một cái đơn đề nghị, em xin phép đọc cho cả nhà mình nghe luôn nha, cái này rất là hay nha quý cô chú anh chị. Đơn đề nghị: tôi có vài điều gửi đến chị rút kinh nghiệm nha. Chị nghĩ sao trước khi xưng hô chị không nhìn người đối diện vậy nè, chị nghĩ sao chị bằng tuổi chị nê của tôi nè, mà sao chị xưng chị gọi chị bằng em vậy đó. Thì cái chị này em nói cho quý cô chú anh chị nghe, chị cái đại diện phát ngôn này cái tuổi rất là nhỏ, nhưng mà cái tuổi thì rất là nhỏ, nhưng mà cái bản mặt thì rất là già hơn cái chị bông hậu làm răng rất là nhiều. Chị bông hậu làm răng là tới nay cũng khoảng tầm hơn 40 rồi đó bạn, 40 mấy đó, nhưng mà cái chị bông hậu làm răng là nhìn kỹ là vẫn đẹp hơn chị ta, đúng không? Thì ở đây có một số thông tin bổ sung tới cho quý cô chú anh chị mình vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn cái chị mà mì xào củ chuối đó sẽ lên đại diện phát ngôn trong những ngày sắp tới đây, chị ta nói về những cái gì thì chúng ta cũng sẽ cập nhật thông tin gửi tới cho quý cô chú anh chị của mình. Còn anh Hải Vinh Vlog, anh cũng sẽ gửi một số thông tin về cái anh
bên ban giám đốc quản trị Thái Dúi hồi nãy anh có phát biểu cái gì đó thì xin mời anh phát biểu cho quý cô chú anh chị nghe. Dạ thì cái anh Thái Giám ha. Cô chú ơi thì anh Thái Giám á, vừa rồi là anh cũng có lên một cái live stream thì anh cũng nói rằng á là chị Loan cũng nên kêu á là mẹ con Cám anh, mẹ con Cám về cái nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đây á cô chú anh chị, đó là đỡ là đồng sở hữu là chia đôi cái căn nhà á cô chú anh chị. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết á là cái nhà cô chú hiện tại bây giờ là hai gian nha, hai gian. Đúng, nhà đúng, trên đúng. Với nhà dưới. Đó. Thì cái anh Thái Giám này anh nói á là chị Loan là nên làm như vậy. Đỡ chi? Đỡ là thực hiện theo cái lời hứa của chú nghệ sĩ Vũ Linh là hồi trước á là nói là đỡ là cái bản di chúc miệng anh mà thật sự mà nói á, chú chẳng qua lời đó là chú bị gài thôi, bị là mẹ con Cám cho uống những cái lon bia của chú anh chị rồi có men trong người rồi cái con việc con á nó nói rằng á là mai mốt cậu mất á rồi cái nhà này cậu đỡ cho ai đó thì trong lúc đó cậu có men mà thì nói là đỡ nói cho vui thôi anh mà ai ngờ là cái con việc con nó lấy cái điện thoại là nó quay lại anh đó nó quay lại rồi đến đến hiện tại bây giờ này là chú đã mất rồi thì nó đi là lên tòa nó thưa kiện nhưng mà thưa kiện á là bên tòa án là nói là có bằng chứng gì không thì nó cũng nói rằng nó có cái bằng chứng đó thì nó bằng chứng là nó đưa ra là cái điện thoại nó đã ghi âm chú hồi xưa là nói với nó mà thật sự mà nói hiện tại bây giờ thì tòa án đâu có chấp nhận cái di chúc miệng đó đâu anh những người mà có men thì bên tòa án là không chịu đó rồi nó cứ nói rằng bên tòa án là nên đi tìm bằng chứng. Ủa bằng chứng đâu ra, bây giờ anh đi kiện người ta thì anh phải tìm bằng chứng đầy đủ anh mới kiện chứ. Đúng rồi. Chứ không anh đi kiện thì tòa đâu chịu đâu cô chú anh chị đó. Thì đến nỗi mà cái anh Thái Giám này á anh còn lên live stream thì nói chung cái anh này là cũng phải cần cần mà thì bây giờ ở bên nào thì phải bên đó thôi. Đó. Rồi nói chị Loan rồi là con nuôi rồi này kia anh theo như anh á là anh đó nói như vậy là anh nghĩ sao anh? Thì cái anh này thì cả nhà cũng biết rồi, ảnh cũng mới vừa được bổ nhiệm lên cái chức giám đốc đó, cho nên là ảnh phải lên để anh thể hiện được cái chức của ảnh đó, là anh phải nói. Thì cái trái ấu á nó tròn nó méo thì anh nói thành tròn, cái trái bồ hòn nó tròn thì anh nói thành méo. Anh phải làm đúng cái chức vị của anh hiện tại bây giờ khi được CEO ve con đã bổ nhiệm cho anh ta. Thì ở đây đúng hay sai để cộng đồng mạng và khi ra tới cơ quan chức năng, ra tới tòa án thì đầy đủ bằng chứng để sáng tỏ hết tất cả các cái. Chứ còn cái anh đó thì anh không có đủ thẩm quyền để anh phán quyết bất cứ một cái gì cả. Còn nếu như mà tại sao nói về cô Sáu và ve con không được ở trong nhà và từ trước tới giờ không có vấn đề bắt nằm không hề cho nhập hộ khẩu, thì cái đó quý cô chú anh chị của mình ở trên cộng đồng mạng đều hiểu hết cái điều đó cả. Bởi vì sao? Một người đã khi xỉn dù uống một lon đi chăng nữa, khi ra tới ngoài tòa án hay ra tới cơ quan chức năng đều không được tỉnh táo khi để làm việc. Cho nên là những cái lời nói của bác Năm, cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh là không có được cơ quan chức năng tiếp nhận. Tại sao? Khi mà anh nói anh xin tôi cái gì đó là tôi phải tỉnh táo. Đúng chưa? Trong trường hợp tôi tỉnh táo, còn trong cái trường hợp mà tôi đã có một tí xíu men, dù tôi uống một ly cũng đã có tí xíu men. Thì cái đó thì không có được chấp nhận. Cho nên cái anh này anh cố tình anh làm đúng theo cái chức năng giám đốc của anh rồi thì thôi cũng nên thông cảm cho anh. Nhóm cần cần rồi đúng rồi. Anh cũng bên nhóm cần cần thì cả nhà cũng biết rồi ha. Những anh em của tụi em ở đây chia sẻ tới đây là kết thúc, cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Hà Vinh Vlog và Quang Vlog 78 nha quý cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye quý cô chú.